Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế 3 ghế trang điểm cánh sen chất liệu da bên mình cho các bạn xem nhé. Ngoài chất liệu da này ra thì bên mình còn có chất liệu nỉ nữa nha mọi người nhé. Chất liệu da này thì sẽ dễ dàng lau chùi khi bẩn này, đẹp cũng êm nhé mọi người nhé. Đẹp êm dày dặn nhé mọi người nhé. Kiểu dáng này tạo thành cái tựa, tạo thành đường kính ba cánh ấy, như hình cánh sen ấy, rất là đẹp nhé. Hàng này thì các bạn có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nhé. Chân của ghế là kim loại sơn tự nhuận màu đen, hàng nhập khẩu nhé mọi người. Đấy, mình quay như thế nào thì mọi người sẽ nhận hàng y như vậy thôi nhé mọi người. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn nhé. Mình chào các bạn.